Hello mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại cái chuyên mục gọi là làm đẹp xe mỗi ngày cùng Mr. Xuân Hoàng. Thì ngày hôm nay cái chuyên mục này Hoàng làm thì nó đặc biệt hơn những cái chuyên mục khác. Thì cái chuyên mục này là Hoàng dành cho miền Trung thân yêu các bạn. Như Hoàng đã nói ở những cái clip giao xe trước thì là trong tháng 11 tất cả những cái đơn hàng mà Grab Decan đổi màu xe Hoàng dự kiến là từ 3 tới 5 xe. Khi mà thực hiện cái dịch vụ đó bên Hoàng, Hoàng sẽ dùng toàn bộ số tiền để ủng hộ cho miền Trung thân yêu các bạn. Ngay những lúc này là Hoàng thấy là cần thiết nhất, khi mà những cái hậu quả của bão lũ để lại thì ngay những lúc này chúng ta cần chung tay để mà giúp đồng bào miền Trung khôi phục lại cái cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng cũng như là nhà cửa. Thì như là sau khi Hoàng đăng tải, trong vòng một buổi sáng, trong vòng một ngày, Hoàng đã nhận đủ ba cái đơn hàng rồi các bạn. Trong đó bao gồm có một nghệ sĩ nổi tiếng, một anh khách dễ thương đến từ Bình Dương, và một bạn trẻ. Đây, chiếc xe đầu tiên đó là một bạn trẻ đến từ Gia Lai. Chiếc xe này là Audi A6 mẫu mới nhất 2020, rất là đẹp. Bản thân xe thì là có màu đỏ sẫm. Đây các bạn, có màu đỏ sẫm. Chúng ta nhìn có thể nhìn lên cánh cửa. Tại vì Grab Decan như Hoàng đã từng giới thiệu rất là nhiều lần thì có hai dạng. Một là chúng ta sẽ Grab luôn trong này, hai là chúng ta chỉ cần Grab phần bề ngoài thôi. Xe này thì là khách hàng chọn Grab chỉ phần bề ngoài thôi các bạn. Thì xe này Hoàng đã cho Grab Decan xong phần màu đỏ nhám, rất là đẹp. Đó, các bạn coi thử đi. Thì đây là người khách hàng đầu tiên trong ngày mở hàng cho Hoàng cái chiến dịch gọi là ủng hộ đồng bào miền Trung. Xe này Hoàng đã cho hoàn thành xong trong vòng khoảng một ngày rưỡi các bạn. Bây giờ chúng ta cùng tham quan sơ em nó ha, để trước khi mà Hoàng bàn giao tới cho khách hàng. Chương trình là khi mà sử dụng cái dịch vụ Grab Decan trong tháng 11, mình sẽ gọi như là dành toàn bộ số tiền đó để mình ủng hộ miền Trung. Coi như là khi mà bạn Grab Decan đó là bạn đã góp một phần nhẹ vô ủng hộ các đồng bào miền Trung rồi. Đó. Thì bữa em có hỏi anh cái con TT của em á. Đó. Ừ. Em đem qua luôn đi. Sẵn là thứ nhất là anh vừa có chương trình khuyến mãi thêm một số cái, thứ hai là coi như là mình dành toàn bộ cái đó để mình ủng hộ miền Trung luôn. Nó rất là ý nghĩa. Bữa em hỏi cái màu xanh á, nó có mẫu sẵn đây mà. Có, anh có. Em coi lại giùm anh màu xanh để anh được cho mấy bạn. Tính gì nhờ? Thắng hả? Tại vì Thắng biết sao, anh đang làm cái chương trình này nè, rất là hay. Đó là thiệt ra cái phần tiền mà em dán đề can á là anh dành hết cho. Coi như là em là người anh sẽ tính là đầu tiên luôn, mặc dù là ngay lúc em làm là anh không có thông báo. Thành ra anh cảm ơn em. Coi như là toàn bộ số ok em. Coi như là phần toàn bộ cái phần đề can anh sẽ ủng hộ hết luôn cho miền Trung. Rồi. Cảm ơn em nha.
Rồi em nhát rồi. Rồi. Có gì em ok thắng. Ok. Rồi cảm ơn em nha. Nói chung là thay mặt đồng bào miền Trung cũng cảm ơn em luôn. Em đồng em từ đâu bắt đầu tháng này đấy. Xe đầu tiên. Ừ. Mà anh cũng đủ luôn rồi. Em đi tới ngã ba em quẹo trái là ra. Rồi cảm ơn Thắng. Rồi. Và đây là một chiếc xe tiếp theo của một anh khách hàng rất là dễ thương đến từ Bình Dương các bạn. Khi mà nghe Hoàng làm cái chương trình mà từ thiện á thì cũng đã cho xe qua dán ráp đề can và độ thêm một xíu hạng mục. Thì như Hoàng đã nói rồi, toàn bộ cái phần tiền của ráp đề can Hoàng sẽ ủng hộ hết. Nhưng mà các bạn nhìn đây nè, đây bảng số của em nó 61A77779 cho một chiếc Vios đời 2010. Hoàng nói thật sự anh khách anh có kể là chiếc xe này hiện giờ cái biển số nó giá trị gấp đôi so với là cái xe các bạn đó. Thì đây là một người khách thứ hai. Rất là cảm ơn những khách hàng mà khi mà đã cùng Hoàng là chung tay góp một ít nhỏ để mà ủng hộ cho đồng bào miền Trung các bạn đó. Đây, giờ thì Hoàng đang cho em nó dán đổi màu. Xe thì đang có màu bạc ha các bạn. Còn rất là mới nhưng khách hàng ủng hộ Hoàng là muốn dán màu xi măng. Màu này là màu xi măng Hot Trend năm 2019. Thì là khi mà chúng ta đổi màu xi măng như vậy thì là chúng ta cũng không cần phải đổi màu trên giấy cà bẹt luôn. Không phải lo ha. Thì giờ bên Hoàng đang cho tiến hành wrap decal em này thì mọi người đợi coi là sau khi wrap xong thì em nó sẽ như thế nào nha. Đây chiếc xe của chị. Thì là hôm bữa ảnh có nói em là chọn cái màu, đổi màu. Nhưng mà em chọn là dán đề can, ráp đề can chứ không có sơn. Thì cái màu này là màu xám xi măng. Thì là mình không có cần phải đổi cái cà bẹt. Đúng rồi, tại dạ. Vì chị bữa hôm ông hỏi chị cũng là dạ. Cái màu ở trong giấy như sao. Dạ. Chị nói sao hai trái nó khác vậy. Dạ không, màu này không sao, nó vẫn là xám. Dạ. Nhưng mà là tại vì em đang làm cái chương trình đó. Có nghĩa là hôm nay là khi mà chị dán như vậy á thì toàn bộ cái số tiền mà chị dán đề can á em sẽ từ thiện cho miền Trung. em từ thiện 100% cái phần đề can luôn. Để đây là cái đèn sau em đổi rồi nè chị. Dạ. Cái phần đèn trước nè chị coi thử nè. Cái phần này là em thay là cho nó một cái bi laser đời mới nhất luôn. Nó so với cái bóng halogen cũ của chị thì thằng này sáng gấp 10 lần luôn. Chị đi tha hồ mà sáng. Để em đề máy lên cho chị thử. Em có lần thử thiện thì cũng tốt. Dạ.
năm mình phải chung với dạ. em được đó. Không thì em thấy là em thấy là cái khúc này mới cần nè, khúc mà để mà khôi phục lại cái cơ sở hạ tầng đó, em thấy là cần hơn, nó cần thiết hơn là cái ngay thời điểm nó đang diễn ra. Dạ. Bây giờ người ta nếu mà người ta hỗ trợ để ở ngoài máy. Dạ. Là phía ngoài là nhiều lắm rồi. Dạ đúng rồi. Giờ nếu mà em có đi thì em phải đi lên đi sâu vô dù cũng sâu phía trong một dạ. xíu. Em thì em định là em sẽ gửi cho anh Hoài Linh. Em gửi cho anh Hoài Linh, dạ. Anh Hoài Linh dạ, sẽ. Hoài Linh thì cũng được. Dạ, em anh Hoài Linh sẽ đi sâu vô hơn, dạ. dạ. Chứ nhiều khi em ở đây lu bu em cũng không đi được. Ý chị góp ý vậy. Dạ. Tại vì cái miệt ngoài á là người ta ví dụ như bây giờ ta tới, người ta không có đi vô trong sâu được, thì cứ ở ngoài ngoài ta cứ tới tới là nếu mà đại khái ở phía ngoài là ta nhận nhiều. Dạ. Nhưng mà những người phía trong sâu á là không ai đi tới. Dạ. Tại vì nó cũng vô đó dạng như mạo hiểm. Dạ, đúng rồi. Khi đại khái mình cũng không dám. Dạ, dạ, dạ. Để em như em anh Hoài Linh thì là cái vùng quê của ảnh rồi dạng như dạ. Dạng như sâu xa gì là cũng vô tới được. Dạ rồi, em cho chị xem thử cái đèn nha. Đây chị coi thử cái bóng đèn. Đèn sau với đèn trước luôn. Dạ. Đèn sau. Đây, đây. Khi mà đạp thắng lên thì nói vậy nè chị. Dạ. Nên em chị coi đi em lúc mà chị đạp thắng lên nó đẹp lắm. Đó. Đó. Dạ. Xi nha thì nó vậy nè. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Đây. Xi nha. Xi nha thì nó vậy. Dạ. Tại vì chị em biết sao dạng làm như vậy thì chị chạy làm nó vui. Dạ. Còn cái kiểu kia chị thấy tốn tiền. Dạ đúng rồi. Nó không được. Dạ. Anh chị coi cái đèn trước đây. Đèn này sáng lắm. Buổi tối tha hồ cho chị đi luôn. Cái bi này là bi cái công nghệ mới nhất. Dạ. Dạ, dạ thôi cảm ơn em nhiều nha. Dạ, em cảm ơn chị. Đây là còn một trong những phụ nữ sót lại thích đi xe số sàn. Quá chị. Vâng, đây là chiếc xe thứ ba trong cái chương trình mà Hoàng làm cái từ thiện dành cho miền Trung thân yêu. Đây cũng là một chiếc xe của một nghệ sĩ, một nà sức hay còn gọi là một nghệ sĩ ưu tú các bạn, nhưng mà không phải trong lĩnh vực âm nhạc đâu. Đố các bạn là trong lĩnh vực gì thì đợi chút xíu Hoàng sẽ giới thiệu luôn ha. Anh nghệ sĩ đó đã đến đây và đang đợi Hoàng hoàn thiện chiếc xe rồi. Thì chiếc xe này Hoàng cho ráp màu xám lông chuột nhám các bạn, rất là đẹp. Đây nè các bạn nhìn màu cũ, đây là màu cũ của em nó ha, màu cũ của em nó là có màu trắng ha, màu cũ là em nó có màu trắng. Thì bây giờ Hoàng đã cho ráp lại toàn bộ rồi, mọi thứ đã xong xuôi, đang dọn dẹp cho sạch sẽ để mà Hoàng bàn giao thôi. Thì khách hàng đã tới rồi thì bây giờ đi chúng ta vô phỏng vấn khách hàng luôn. Hello anh. Oh. Thế xong chưa? Thế xong rồi anh. Đây các bạn, đây là một người anh, một người nghệ sĩ, một người nghệ sức. Nghệ sĩ ưu tú anh hả? Anh đạt nghệ sĩ ưu tú bao lâu rồi ta? Nghệ sĩ ưu tú là chắc cũng hồi năm 2005. Dạ. Đây là theo Hoàng biết anh là cũng phải mười mấy 20 năm rồi đó. Anh rất là đam mê xe. Biết anh từ thời mà anh đi cái 320 mà từ 2003, 2004 biết. Bắt đầu 19 tuổi là đã thích xe rồi. Đúng rồi. Thích mà, xe hơi lắm. Mà thường á, thiên về giống như là tình cảm lãng mạn ướt át hơn. Mà sao anh đam mê xe? Xe là mình thích là tại vì mình thích lái. Chứ còn nhiều người người ta không thích lái. Đúng rồi. Chỉ ngồi kế bên để cho tài xế lái thôi. Đúng rồi. Còn anh là anh thích ngồi trải nghiệm chiếc xe. Đúng anh rồi. Anh tự lên lái thôi. À. Đến giờ phút này là anh vẫn tự lái thôi, không có tài xế. À. Chỉ khi nào đi tỉnh á, à. Đi xa, đi hát xa thì cũng có tài xế thôi. Ồ, hay quá. Tự lái không à. Thì không, sẵn đây em chia sẻ với anh luôn, như là khi mà anh đem đến anh làm thì em không có thông báo. Nhưng bây giờ em sẽ thông báo luôn đó là cái toàn bộ cái phần tiền mà anh dán đề can
cũng như là em và một số khách nữa, là em sẽ dùng toàn bộ số tiền đó, 100% số tiền đó em ủng hộ cho miền Trung thân yêu. Wow, em ủng hộ. Dạ, anh là người khách cuối cùng của em. Cảm ơn anh một lần nữa, em cảm ơn anh, em thay mặt coi như là đồng bào miền Trung cảm ơn anh. Làm từ thiện thì chúng ta có nhiều cách làm. Dạ. Nhưng mà đối với Hoàng mà làm thực tiễn này thì đây cũng là một cách hay. Dạ. Có nghĩa là khuyến khích và chia sẻ với lại các khách hàng. Đúng rồi. Khi tới đây làm. Đúng rồi. Không cần phải là tôi anh phải giúp cho tôi cái gì hết. Đúng rồi. Mà anh cứ đến đây anh làm một cái dịch vụ nào đó, dịch vụ nào đó. Dạ. Miễn là có một cái dịch vụ nào đó với cái đồng tiền đó thì lấy toàn bộ số tiền đó ủng hộ. Từ thiện. Dạ. Tại vì em thấy thiệt ra khi mà lúc này mới là lúc mà cần mọi người chung tay. Tại vì để gọi là xây dựng cái gọi là cơ sở vật chất nó rất là quan trọng. Thực chất em thấy khi mà em quan sát thì là mọi người đi rất là nhiều ở vùng ngoài, nhưng mà thực chất bên sâu trong tâm bảo thì cũng còn rất là nhiều gia đình là không đúng có rồi. Được cứu. Thì đây trước có sự chứng kiến của anh Long thì là mình sẽ thực hiện luôn cái việc này anh. Và cái người mà em đặt chọn niềm tin em sẽ chọn đó là em chọn anh Hoài Linh. Anh Hoài Linh. Anh Hoài Linh. Dạ anh Hoài Linh. Hay quá. Em đã chụp hình sẵn lại cái số tài khoản của anh Hoài Linh rồi. Trước mặt anh chuyển từ Techcombank đúng không? Đúng rồi, em chuyển từ Techcombank. Chuyển qua cho anh Hoài Linh. Đúng rồi anh. Đây là em sẽ để em coi là cái ngân hàng đó là MB. 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 0860 0860 158 158. Dạ. 163 163 686 686. Đây anh, Võ Nguyễn Hoài Linh. Đúng rồi anh ha. Thì cái số tiền mà sau khi em làm ở đây thì nó được là 48 triệu anh. Hay quá. 48 triệu, em sẽ bấm luôn 0000. Đây em chị sẽ để là Mastercare là cái tên của bên trung tâm của em, ủng hộ đồng bào miền Trung. Miền Trung hay quá cả nhà ơi. Miền Trung. Theo Long nghĩ thì nghĩa là 48 triệu không phải là một con số lớn, nhưng mà nó không phải là một con số nhỏ. Bằng cả tấm lòng sinh hoàng cũng như là tất cả những người mà đã làm từ thiện thì dù cho là 100.000 thì cũng là một cái tấm lòng, chứ đừng nói chi là 48 triệu. Thì vậy cho nên là rất cảm kích và mong rằng nghĩa là những gì mà Xuân Hoàng làm cũng đều là do cái tâm, và hy vọng rằng cái số tiền này sẽ được anh Hoài Linh đem đến tận nơi bà con miền Trung để ủng hộ cho bà con và chia sẻ một phần nào đó sự khó khăn mất mát của bà con. Rất là cảm ơn tất cả quý vị và các anh chị, và cảm ơn Xuân Hoàng rất là nhiều. Dù Lâm không có đi ra được miền Trung nhưng mà cũng sẽ cố gắng làm bất cứ cái chuyện gì có thể làm được cho bà con miền Trung. Xin cảm ơn quý vị. Xong. Đây các bạn, 48 triệu anh em Mastercare ủng hộ miền Trung. Đó, ngày giao dịch 12 tháng 11, đúng giờ. Cảm ơn anh nữa. Rồi bây giờ thôi hai anh em mình ra coi cái xe cần nhận của anh xe, nhận xe. Xe thôi sau khi mà em làm cho anh cái đó ra như thế nào. Wow. Đây anh, đây là đó, chiếc xe của Long là màu trắng, nhưng mà sau khi mà lên với lại Xuân Hoàng là đổi thành ra là màu xám chì, xám chì nhám anh ha, xám lồng chuột nhám. Và sau khi mà làm rồi thì bây giờ tôi mới biết được là cái số tiền mà tôi bỏ ra tôi dán á, Xuân Hoàng đã làm từ thiện một cái nguyện chữ rất là cao đẹp gửi đến bà con miền Trung, mặc dù rằng nghĩa là rất là nhiều anh em họp lại mới được con số là 48 triệu chứ không phải riêng chiếc xe này không đâu nha. nhiều anh em họp lại mới được, nhưng mà Long cũng rất là cảm thấy rằng rất là vui được nghĩa là góp một chút xíu phần. Đúng rồi. Nếu như Long đi làm chỗ khác thì chắc chắn là số tiền này sẽ rơi vào tay chủ. Đúng rồi. Nhưng mà đối với Xuân Hoàng hôm nay đúng anh rồi. Cũng rất là bất ngờ đúng không anh? Bất ngờ là cái số tiền mà anh có thể làm cái này. Dạ. Được đó là Xuân Hoàng gửi đến bà con miền Trung. Dạ đúng rồi. Giống như là mình cũng góp được một phần nhỏ ha. Dạ. Nên là cảm ơn Xuân Hoàng đã chia sẻ cùng với bà con và cho Kim Tử Long được. Dạ rồi, em cảm ơn anh rất nhiều. Đâu. Anh hài lòng không anh? Quá hài lòng. Dạ. Đây là xe nha.
đi đâu mà phải số 9996 phần là xe của Long đó, 9996 phần nha. Thì bây giờ mình vô lái thử nè. Rồi anh. Ngon lành. Rồi, xin chào mọi người nha. Rồi, cảm ơn anh Long. Giờ em sẽ mở cửa cho anh Long đi ra. Tiền trả rồi. Vâng, vậy là Hoàng đã hoàn thành xong cái ý niệm của cá nhân Hoàng cũng như là toàn thể anh em Mastercare khi mà đã đồng lòng góp một chút gọi là ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Thì tuy Hoàng biết số tiền nó không là lớn nhưng đó là tất cả những tấm lòng của anh em Mastercare cũng như là của cá nhân Hoàng. Thì một lần nữa Hoàng cảm ơn tất cả những khách hàng đã ủng hộ Hoàng cho cái chương trình này, cũng như là Hoàng cảm ơn tất cả các bạn khi đã cùng Hoàng theo dõi những cái clip như thế này. Một lần nữa Hoàng cảm ơn các bạn rất nhiều và Hoàng hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo nha. Bye bye mọi người.